Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motun. Ở lý hôm nay thì em sẽ trên tay cái mẫu bi gầm của thương hiệu FX. Thì cái mẫu bi gầm của thương hiệu FX này nó cũng là một cái sản phẩm mới nhưng được khá nhiều các bác khách tin tưởng và lắp lên xe và cái mẫu này lắp lên xe cực kỳ là đẹp. Và hôm nay thì em sẽ trên tay cái mẫu sản phẩm này và cái mẫu sản phẩm này nó có cái gì để mà các bác lại yêu thích lựa chọn cho cái chiếc xe thân yêu của mình. Và bây giờ là em sẽ đi vào cái nhân vật chính của chúng ta Nó chính là những cái mẫu bi gầm của thương hiệu FX này Thì à, hiện tại thì em bày ở đây mấy cái hộp này Nó chính là những cái mẫu khác Do cái hộp của công ty Fx này Họ thường xuyên lấy cái màu chủ đạo là màu đen như thế này Nó quá là xấu Nhìn nó mất thẩm mỹ Nên là em sẽ dùng cái mẫu hộp khác em bày ở kia cho đẹp đó thì trước khi vào video thì em sẽ giới thiệu qua về cái phần mẫu hộp cho các bác tiện tham khảo. Ở đây thì em đang cầm một cái hộp của công ty FX nó chính là cái mẫu bi gầm của chúng ta sẽ làm video sắp tới ở đây. Và ở đây nó sẽ chính là cái mẫu bi led các bác nhá. Có cái dải màu là 3000 và cái chân để lắp cho cái mẫu ở trong cái hộp này, nó chính là cái mẫu của dành cho Toyota. Có cái số volt nó sẽ là giải điện áp từ 9 cho đến 20V và cái công suất của cái mb này nó sẽ là 55W và cái phần lumen ánh sáng Mày nó phát ra để chiếu xuống mặt đường nó là 5008 lumen các bác nhá. Foxlad lên đó cái chữ foxlad này nó đã nói lên là cái bị gầm rồi. Và ở đây là em cũng cầm một cái hộp nữa cũng tương tự như thế và nó có cái dải màu là 6000K và cái chân Honda này thì các bác có thể gắn được cho một số các dòng xe khác nhau. Ví dụ là xe Ford này, xe Honda này, dòng Mazda là đều gắn được. Nói chung là cái mẫu chân của chung với Honda thì có thể gắn được cho nhiều loại xe ở đây chỉ có mỗi là cái dòng Toyota thì cái chân nó khác một xíu và hai cái hộp này và hai cái phần bóng này nó đều là có hình thức giống nhau nó chỉ khác nhau về cái phần màu ở đây thôi đó và bây giờ là em sẽ đi chia sẻ cũng như là trên tay cái mẫu FX của em ở đây và bây giờ là chúng ta sẽ đi xem soi cái nhân vật chính của chúng ta ở đây nó chính là cái mẫu FX thì hiện tại em đang cầm trên tay em một cái mẫu bi gầm FX nó là một cái mẫu sản phẩm mới cực kỳ đó hot được nhiều các bác tin dùng và khi các bác đó lắp lên xe thì các bác có cái phản hồi cực kỳ là tốt đối với lại cái mẫu bi này và bây giờ là em sẽ đi chia sẻ với các bác vì sao mà cái sản phẩm này nó sẽ có cái độ hot như thế và trước mắt các bác đây chính là cái mẫu bi gầm FBX và em này có cái kích thước của cái phần thấu kính ở đây nó chính là phần bi 3 inch và tiếp theo là chỗ này nó sẽ có một cái phần nhôm được CNC cực kỳ là đẹp và sắc sảo và cái phần nhôm này có thể tháo ra được và tí nữa em sẽ nói cái công dụng khi mà tháo cái phần nhôm ở đây ra Và tiếp theo là các bác có thể nhìn thấy phần thân trụ màu đen Nhìn khá là đẹp Được uh, phay những cái rãnh ở đây cực kỳ là nhìn rất là cứng cáp Và cái em này nó có cái chiều dài cực kỳ là ngắn các bác nhé Nó sẽ dài từ đỉnh bi cho đến cái phần đáy ở dưới này Nó chỉ rơi vào tầm khoảng uh, 11cm thôi Và bề ngang của em này nó sẽ là 8,5 cm thì có thể là gắn được cho rất nhiều các cái loại xe mà có cái kích thước 3 inch như thế này và tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn đến cái phần pad ở đây cái phần pad ở đây thì nó hơn hẳn những cái mẫu khác là họ đã bắt sẵn cái phần pad ở đây và phần pad này được dập bằng CNC được uốn nắn trên máy tiên tiến cho nên là nó có những cái đường gấp khúc cực kỳ là đẹp và sắc nét Đó. thì các bác có thể thấy đây là cái mẫu chân pho thì nó sẽ có hai cái chân bằng nhau như thế này và ở đây thì em có một cái mẫu dành cho chân toyota thì các bác có thể nhìn thấy là nó sẽ có hai cái phần bên tai này một bên cao một bên thấp đặc trưng của dòng toyota. rồi thì tiếp theo là em sẽ đi xăm soi cái em này và cái phần hay và thú vị nhất của cái em này nó chính là cái phần tăng chỉnh ở đây. cái phần tăng chỉnh này thì họ đã kéo léo xếp sắt một cái phần part CNC chạy ngang đây và một cái phần uh, thân để bắt vào cái phần thân bi ở đây nó khá là hay về cái chỗ này thì công dụng của nó là khi các bác lắp bên xe ấy, thì các bác có thể là tăng giảm được uh, độ sáng cao thấp của cái phần ánh sáng chiếu xuống mặt đường nếu như nó thấp thì các bác có thể là vặn để tăng nó lên hoặc là nó cao quá thì các bác có thể vặn để hạ nó xuống cái điều này cực kỳ là hay và hơn nữa là cái phần uh, sắt họ dập ở đây nó chính là cái phần sắt liền cho nên là cái độ cứng cáp ở trên cái phần pad này cực kỳ là ok nó rất là dày dặn và cái phần này được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện nên là nó sẽ có cái tuổi thọ cực kỳ là cao và cái phần thân này được làm bằng nhôm các bác nhé thì nó sẽ tản nhiệt tốt và các bác có thể nhìn thấy ở đằng sau này nó chính là một cái phần lỗ đối lưu thì khi cái phần bi này chúng ta cấp điện vào nó sẽ phát quang để nó đưa phần ánh sáng xuống mặt đường thì nó sẽ nóng và nhiệt độ ở bên ngoài có thể là nó sẽ lạnh như nên là nó sẽ phải cần một cái lỗ thông gió để nó cân bằng áp suất và các bác cứ yên tâm là cái phần lỗ thông gió này nhà sản xuất người ta đã tính toán là nó sẽ cách được nước mặc dù là nó có cái lưới kia nhưng mà nó vẫn là lưới cách nước các bác nhé và tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cọng dây ở đây thì các bác có thể nhìn thấy cái phần cọng dây này nó cũng khá là to và chắc chắn ở trong này thì sẽ có cái phần driver người ta tích hợp sẵn ở trên cái phần dây này rồi thì cái điều này sẽ cho cái phần bi này nó có một cái phần kích thước chiều dài cũng như là chiều ngang nó khá là uh, hợp lý nó không bị dài quá so với lại những cái mẫu bi khác mà không có cái phần driver rời này và phần driver rời này thì nhà sản xuất thì người ta đã dán thêm một cái tem chính hãng ở đây và cái phần driver này thì em đã có bóc ra thì cái phần driver này thì họ đã đổ một cái lớp keo chống nước rồi cho nên là các bác đi sẽ không lo cái chuyện là nước vào thì nó chết cái phần driver ở đây và tiếp theo là sẽ đến cái phần một đoạn dây ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là ở đây nó sẽ có bốn cái màu dây thì sẽ có cái màu dây màu đỏ màu trắng màu xanh và màu đen thì em sẽ nói qua cái công dụng cũng như là cái cách lắp khi mà lên xe đó khi lắp lên xe thì chúng ta có thể hiểu là cái dây đỏ này nó sẽ là dây dương để cấp cho bi sáng và cái dây đen ở đây thì nó sẽ cấp âm cho phần bi sáng. Và ở đây nó sẽ có thêm một dây trắng và một dây xanh. Một dây trắng và dây xanh nó chính là dây màn chập. Thì khi lắp lên xe thì các bác có thể là xoáy cái phần dây đen cũng như là cái phần dây xanh này để cấp mát cho cái phần bi của chúng ta. Và cái phần dây trắng đây thì chúng ta sẽ kéo lên dây dương của cái bóng đèn pha ở trên xe của chúng ta. Thì khi chúng ta pha thì cái bi này nó sẽ sẽ pha hoặc là khi chúng ta cốt thì cái bi này nó sẽ cốt theo và cái phần bi này nó sẽ có chế độ pha cốt cực kỳ là hay nó sẽ trợ cho cái phần ánh sáng pha cho những cái chiếc xe mà chúng ta đi lâu năm cái phần ánh sáng nó bị giảm thiểu đi cũng như họ là bị tối đó thì chúng ta sẽ cần nâng cấp cái phần ánh sáng và cái nâng cấp phần ánh sáng của những cái chiếc ô tô dễ nhất nó chính là cái phần bi gầm này thì các bác có thể là về tự lắp lên xe như zin tại nhà đó đây là một cái cách tăng sáng hiệu quả chi phí rẻ và một đôi bi gầm này thì nó có cái độ sáng cực kỳ là cao đối với lại những cái chiếc xe mà dạng gọi là tầm rẻ rẻ tiền ví dụ như những cái chiếc uh, Kia Morning này Hyundai i10 đó thì cái phần bi này một em bi này nó sẽ sáng bằng uh, toàn bộ những cái bóng ở trên xe của các bác hiện tại đó và bây giờ là em sẽ đi uh, tháo cái phần nhôm mà đây ra thì các bác có thể nghiên cứu cái phần trong cấu tạo của cái phần trong em này đó thì cái em này nó sẽ có một cái phần thiết kế là có thể tháo rời được khác hẳn với lại những cái mẫu bi khác mà em đã có những cái video chia sẻ với các bác ở lần trước rồi và bây giờ là em sẽ đi tháo cái phần này ra cho các bác coi đó thì khi tháo ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái miếng nhôm được phay CNC cực kỳ là đẹp và sắc sảo đó thì các bác có thể nhìn thấy là nhôm cực kỳ là sáng bóng chất lượng nhôm cực kỳ là cao chứ không phải là nhôm rẻ tiền sần sùi gì cả đó thì khi tháo ra thì các bác sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có những cái phần lớp gioăng cái phần lớp gioăng này thì nó sẽ có lớp trên và lớp dưới khi nhấc lớp gioăng ra thì chúng ta có thể nhấc được cái phần thấu kính ở đây ra thì chúng ta có thể là nhấc ra thì nó sẽ có cái phần gioăng ở phía bên dưới đó thì khi chúng ta lắp vào thì chúng ta sẽ phải để ý là cái phần gioăng ở đây sao cho nó khít để nó không bị vào nước đó thì ở đây thì nhà sản xuất người ta cẩn thận hơn là người ta có bôi một lớp keo silicon lên đây rồi thì khi chúng ta lắp vào thì chúng ta có thể là phủ một lớp keo silicon nhẹ thậm chí là chúng ta sẽ không cần keo đó thì ở phần trong này thì các bác có thể nhìn thấy rõ là em nó sẽ có những cái phần cơ cấu như sau thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần đen đen ở đây nó chính là cơ cấu mặt chập và ở phía trong kia nó sẽ có cái phần chip led để nó hắt cái phần ánh sáng lên cái phần chó phản xạ để nó hắt cái phần ánh sáng ra ngoài và bây giờ là em sẽ chia sẻ với các bác ở cái phần ngoài này trước và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cục nam châm điện Thì khi chúng ta cấp điện vào cái dây của cái phần bi này Thì khi chúng ta bật ở chế độ pha thì cái phần nam châm điện bình thường là nó sẽ là có cái phần màn chập ở đây Để nó cản cái phần ánh sáng luôn luôn ở chế độ cốt Và khi chúng ta cấp điện ở chế độ pha thì cái phần ánh sáng đó nó sẽ được mở ra là do cái con màn chập này nó sẽ hút xuống Nó hút xuống thì đồng thời nó sẽ mở cái phần che màn chập ở đây đó. Thì các bác có thể là nhìn cái phần cơ cấu của nó cực kỳ là đơn giản đó. và cái phần này thì quá trình mình đi lâu ngày thì ở trong này nó sẽ rất là nóng quá trình nó nóng như thế thì có thể là cái phần này nó sẽ bị kẹt thì khi cái bi này của chúng ta có thể tháo được ra như thế này nó cực kỳ là hay để chúng ta có thể tra dầu ở đây đó hoặc là khi chúng ta đi lâu ngày ấy, ở trong này nó nóng thì không khí ở ngoài nó lạnh thì nó sẽ có thể là nó sẽ hơi quá trình nó hơi như thế thì nó sẽ bị mờ cái phần len kính của chúng ta thì chúng ta có thể tháo ra để chúng ta có thể vệ sinh được cực kỳ là hay đó cái phần bi này thì em thấy là nó hay hơn tất cả các loại bi khác ở trên thị trường là nó đều đúc nguyên khối thì cái em này em mới tháo ra được nên là rất là hay và cái phần này chúng ta có thể tháo ra được nhá đó hai phần này nó là phần riêng biệt rời nhau thì ở đây là nhà máy người ta đã phủ keo đi rồi thì trên khuôn khổ video này thì em sẽ không tiện để mở ra đó vì ở một cái video nào đó thì em sẽ bổ tung cái phần này ra và chúng ta sẽ có thể là xem được cái phần chip ở trong kia xem là cái phần mã số trên cái chip kia nó là chip gì hiện tại thì em nhìn ở ngoài này vào ấy thì có cái phần chữ ở trong kia nó khá là khó đọc cho nên là em sẽ không đọc cái phần thông số và các bác có thể nhìn thấy cái phần ở đây cái phần chip led người ta được làm dán trên một cái miếng nhôm như thế này nó sẽ tăng cái độ độ tản nhiệt cho cái phần chip này cho nên là cái phần bi này nó có cái độ bền nó khá là cao và ở trong này thì các bác có thể nhìn thấy là những cái cánh tản nhiệt này và cái phần đây nó sẽ là phần nhôm đó thì cái miếng đồng được gắn trên cái miếng chip ở đây thì nó sẽ bắt lên cái miếng nhôm này nó sẽ tàn nhiệt cực kỳ là tốt và hiệu quả đó thì đây là cái cách làm của cái phần bi gầm nó sẽ khác hẳn với những phần bi pha thì các bác có thể thấy là những cái phần bi pha thì chúng ta sẽ phải có những cái phần quạt để nó làm mát cái phần chip led kia thì những cái em bi gầm này thì đặc tính của bi gầm là nó sẽ lắp ở dưới gầm và nó sẽ phải chịu nước chịu bùn đất đó thì nó sẽ không lắp được cái phần quạt vào thì họ sẽ thiết kế cái phần tản nhiệt của em này nó sẽ là dạng à, lá cánh nhôm như này thì khi nó sẽ thoát ra ngoài qua những cái phần nhôm ở đây nó sẽ tàn nhiệt bớt đi để nó làm mát cái phần chip led của chúng ta để nó cái hiệu suất ánh sáng nó đưa ra cái phần lên kính này cực kỳ là hiệu quả và ở cái sản phẩm này thì em thấy nó có một cái độ sáng cực kỳ là cao nó khác hẳn với lại những cái phần bi gầm khác ở trên thị trường nó là gì ở cái phiên bản màu 6000k ấy, thì em thấy nó có một cái phần à, đường cắt ánh sáng cực kỳ là đẹp đó cái phần đường cắt ánh sáng nó chính là do cái màn chập ở đây nó sẽ có cái đường lên dốc nhỏ nhỏ ở chính giữa cái phần mà em chỉ ở đây thế nên là nó có cái phần ánh sáng cực kỳ là cao và cái phần chế độ pha của em này nó khá là cao nó em có cảm giác là nó sẽ cao nhất ở trong cái chùm phân khúc là bi gầm. Đó, thì bây giờ là em sẽ đi uh, test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi gầm FBX này cho các bác coi. Đó, thì uh, bên em sẽ cung cấp cho các bác là những cái mẫu bi gầm hàng xịn chính hãng và chế độ bảo hành của em này nó sẽ là 15 tháng. Đó, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em được cái số điện thoại ở góc màn hình. Thì bên em sẽ ship hàng đến tận tay cho các bác. Rồi cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng của những cái mẫu bi gầm của dòng FBX này cho các bác coi. Rồi thì bây giờ là em sẽ test cho các bác cái mẫu bi gầm FBX cực kỳ là đẹp có cái kích thước bi cầu là 3 inch một cái kích thước cực kỳ là nhỏ gọn và cái em đang cầm ở trên tay nó chính là cái bi gầm để dành cho chân Toyota nó sẽ có cái phần chân cao chân thấp như ở đây và hiện tại ở đây em cũng đang cầm một cái mẫu FBX nó chính là mẫu để lắp cho những cái chiếc xe Honda hay là những chiếc xe Ford về hình thức thì hai em này sẽ tương tự như nhau thôi nó chỉ khác là cái phần chân pad ở đây này rồi thì ở đây là em đang cầm hai cái mẫu này, nó sẽ khác nhau về giải màu, chiếu sáng xuống mặt đường. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của cái giải màu 3000K trước cho các bác coi. Và đây nó sẽ là một cái giải pháp tăng sáng cực kỳ là hiệu quả, giá thành rẻ, các bác có thể là tự lắp tại nhà. Và bây giờ là em sẽ test cái mẫu 3000K. Đó. Mẫu 3000K, đây là chế độ cốt các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng của cái đường cốt này cực kỳ là đẹp và cái phần tỏa sang hai bên này rất là rộng ở đây thì hiện tại em đang test ở trên cái bề mặt đường nó sẽ rộng là 5m thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng đi sang hai bên này nó sẽ rơi vào khoảng 17-18m và ở cái khu đằng xa đằng kia thì một khu nhà hàng người ta đang ăn uống bên đấy đèn nó sáng rực rỡ lên cho nên là nhìn ánh sáng nó sẽ hơi sáng hơn ở phía trên trời nhé thì nhiều bác sẽ cho rằng là em tăng độ sáng lên thì hiện tại em đang quay ở chế độ là 4K 60 khung hình một giây Và bây giờ là em sẽ test chế độ pha Đó Cốt pha Cốt Ở cái chế độ cốt pha của em này Thì cái đường cắt cốt của em này nó sẽ là đường cắt ngang Về cái giày màu 3000 này thì các bác có thể là đi trời nắng trời mưa Hoặc đặc biệt là những cái ngày sương mù thì các bác đi cực kỳ là ok đó thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng từ chân cốt em đang để ở ngay trước mặt máy quay của em. Mà nó ra đến đằng kia nó rơi vào tầm khoảng 20m Tầm 20m này thì cực kỳ là ok cho các bác chạy ô tô Đó thì cái mẫu bi này nó có hình thức là nhỏ gọn Thì các bác có thể là gắn cho những cái chiếc xe máy cực kỳ là ok Rồi thì bây giờ là em sẽ để gần chế độ pha Để cho các bác coi là cái đường pha của nó lên là như nào Đây là chế độ cốt ạ Pha, pha lên cực kỳ là cao đó, đây là chế độ cốt em nâng lên tận cái nhà vàng vàng ở phía đằng xa kia rồi thì bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của cái giải màu là 6.000k cho các bác coi Cực kỳ là đẹp, một giải pháp tăng sáng hiệu quả, giá thành rẻ Rồi bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của cái em này Đó, chế độ cốt, chế độ pha Cực kỳ là cao to, sáng Rồi em phải để ra xong máy quay đã Đó, các bác có thể thấy là cái chế độ cốt của em này có cái đường cắt tương tự như những cái mẫu bi pha Và đây là sẽ là cái giải ánh sáng tràn sang hai bên, cực kỳ là rộng Chế độ pha của em này cực kỳ là cao to Chế độ pha của em này thì em thấy là nó sẽ hơn cái mẫu màu 3000 Có thể là cái màu 6000 này nó nịnh mắt hơn Và các bác có thể nhìn thấy là cái phần ánh sáng chế độ cốt đến đường cắt Từ chân cốt cho đến đường cắt thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 20 mét Tương tự như cái mẫu kia Và chế độ pha của em này thì em thấy là nó có vẻ là mạnh hơn Của cái em màu 3000 kia Có thể là do cái màu 6000 này nó nịnh mắt hơn Đó Và cái đường cắt của em này thì nó sẽ khác cái đường cắt của em 3000 về hai hình thức của hai em này thì giống hệt nhau chỉ khác nhau rảnh màu và khác nhau cái chân để bắt vào những cái chiếc xe đó các bác có nhu cầu thể liên hệ trực tiếp với em thì bên em sẽ ship hàng cho các bác về là lắp như zin